Đây, sáng nay đi cưa mọi người ơi. Đi cắt cây mà hết dầu. Giờ dầu lên quá, giờ lấy cà lê này. Cà lê 18. Sáng dầu. Dầu mắc phải hứng rồi. Cô em qua đây hứng dầu cho anh nào. Hôm qua không để ý dầu, giờ đi xả dầu. Tuy là ăn tóc tiền ăn kìa. Dùm lại. Rồi, giờ nổ xe. Dầu lên nhưng mà xả dầu, lần xả dầu là được đi được gần 300-400 mét ạ. Tiết kiệm. Ngày nào đổ thiếu dầu. Xem chén này. Đó, anh Trạc đẹp trai đeo kính thế à? Đẹp không? Đẹp hơn các bạn. Rồi, nổ xe đi thôi. Nổ ấy.